Arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo buddhaya, namo dhammaya, namo sanghaya. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử sinh nghiêm thân khẩu ý làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cúng chánh năng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cánh vắng tắc, xin gia hộ cho toàn cho đại đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, khi Đức Phật hỏi Dạ Xoa La Quá Cá là muốn vượt qua bốn dòng nước xoáy thì nhờ cái pháp nào, Đức Phật ngài dạy rằng do đức tin người ấy vượt qua bốn dòng nước xoáy, tức là bốn dòng bộc lưu. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đức tin nó rất là đặc biệt, nó có khả năng đưa chúng sinh từ phàm sang thánh và tận cùng thì giải thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Bởi vì một người mà đã vượt qua cái dòng bậc lưu thì người đó xem như đã trở thành bậc thánh A-la-hán. Nhưng mà tuy nhiên chúng sinh thì đa dạng, và cái niềm tin thì đôi khi nó cũng rất là dễ bị lung lay. Bởi sao vậy? Bởi vì chữ sắc tha nó từ cái chữ xú là tốt đẹp mà cộng với căn tha là một cái nền tảng tốt đẹp đó. Cho nên nó rất phức tạp. Và thời pháp hôm nay chúng tôi xin trình bày 7 trường hợp của đức tin. Vì chúng ta cần phải chọn lựa một cái đức tin như thế nào đó mà được gọi là chánh tín, như thế nào đó để cái đức tin này nó sẽ dẫn lộ chúng ta tiến vào cái đạo lộ giải thoát, vượt qua cái bốn dòng nước xoáy là dục bọc, hữu bọc, kiến bọc và vô minh bọc. Bao giờ chúng ta thoát ra được cái dòng nước xoáy của vô minh thì bây giờ chúng ta đã thành tựu được một cái bậc mà Đức Phật ngài gọi là người đã vượt qua bọc lưu. Cho nên cái đức tin rất là quan trọng. Và bây giờ thì quý vị sẽ cùng chúng tôi để tìm hiểu 7 cái trường hợp của cái đức tin. Xin thưa quý vị, trường hợp thứ nhất mà phát sinh đức tin là do nghe một cách thông thường. Đây là một cái đức tin mà được gọi là tin tưởng một cách bình thường thôi, không có gì đặc biệt lắm. Nhưng mà khi mình nghe một cách thờ ơ như vậy, như là một người Phật tử nghe rằng cái chùa đó đang làm cuộc lễ trai tăng, hãy mình hãy đi để tạo phước, cái người này tin rằng khi mình đi tới đó mình viếng chùa là có phước, người đã tin như vậy. Thì cái niềm tin này nó là một cái niềm tin thông thường. Và đôi khi có một cái niềm tin tuy rằng nó thông thường nhưng mà nó sai lạc. Bởi sao? Bởi do người ta lặp đi lặp lại nhiều lần. Từ một cái điều không có nhưng được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì khiến cho cái người nghe nó phát sinh cái niềm tin. Niềm tin này nó không có đúng đắn bởi vì nó là sự sai lạc. Như một cái câu chuyện
của cổ học. Thì có một cái người nho sinh tên là Tăng Sâm, rất là hiền lành, rất là tốt đẹp. Thì một hôm bà mẹ đang ngồi đang rổ, một người hàng xóm đi ngang qua, một người đi đường đi ngang qua nói rằng: này bà, Tăng Sâm giết người. Mà quả thật cũng có một cái người tên Tăng Sâm, nhưng mà cái người này thì giết người. Thì bà mẹ mỉm cười nói là: làm gì có chuyện đó, bởi vì Tăng Sâm con của tôi nó rất là hiền hòa, rất là tốt. Rồi một chập sau nữa, một người thứ hai đi tới, lại gặp bà mẹ nói rằng: này bà, chạy đi, Tăng Sâm giết người. Bà này cái niềm tin nó đã bị lung lay. Và người một chập sau nữa, người thứ ba đi tới và nói rằng: này bà, tại sao bà không chạy đi, Tăng Sâm giết người đó. Thì bà đã hoảng hồn, quăng bỏ những cái rổ rá mình đang mà bỏ chạy đi. Trước đây bà không tin rằng người con tốt đẹp của mình nó giết người, nó ra phạm vào một cái tội lỗi. Nhưng mà nhiều người nói thì cái niềm tin đó nó lung lay. Và cái loại cái niềm tin thông thường, niềm tin sai mà được lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, nó cũng làm cho cái sự tin này nó khởi lên và tin một cái sai lầm. Ở đây chúng ta cũng có một cái niềm tin Phật, chúng ta có niềm tin Pháp, hay là chúng ta có một niềm tin Tam Bảo. Nhưng mà cái nhiều người lặp đi lặp lại một cái điều nào đó nhiều lần như vậy, khiến chúng ta có cái niềm tin trước đây tưởng rằng trong sạch, trước đây tưởng rằng gắn khăng khít vào cái đối tượng Phật Pháp Tăng. Nhưng mà một thời gian bị cái lời nói đi nói lại như vậy, khiến cái niềm tin này nó bị lung lay, cũng như cái bà mẹ của Tăng Sâm bị lung lay. Trước đây tin tưởng rằng con mình nó sẽ không có giết người, nhưng mà những cái lời đồn nó được lặp đi lặp lại như vậy, khiến cho cái niềm tin đó bị lung lay. Và cuối cùng là tin rằng con mình giết người, bỏ chạy đi. Và cái niềm tin này, xin thưa rằng nó không có giá trị cao. Đây là trường hợp thứ nhất, là phát sinh cái niềm tin là do nghe, nhưng mà nghe một cách thông thường. Và trong đời sống chúng ta cũng nghe và chúng ta dội tin. Tại sao vậy? Bởi chúng ta không quen suy ngẫm, không quen động não để tìm cái điều đó nó có phải thật sự, nó phải là chính đáng hay không. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta đó là khi Như Lai nói các con cũng chớ có vội tin, nhưng cũng đừng có vội bỏ, mà hãy thực hành đi, hãy làm, hãy tiến tu, thì hoặc là dùng cái trí tuệ để mà suy xét. Bây giờ hãy đặt niềm tin. Điều này nằm trong bài kinh Tư Lượng của Trung Bộ Kinh. Điều này cho chúng ta thấy rằng cái niềm tin thông thường là một trường hợp mà nó phát sinh lên bởi do cái nghe. Và trong khi nghe, chúng ta cứ nạp vô mà chúng ta không có phân tích, không có loại trừ. Đây là cái niềm tin thứ nhất. Cái niềm tin thứ hai nữa là được gọi là Okappana Satha. Okappana có nghĩa là cái sự đáng tin cậy. Nhưng mà ở đây không phải là nói sự đáng tin cậy, mà cái niềm tin này nó xuất phát từ một cái sự thần tượng hóa một cái đối tượng nào đó, mà một đối tượng nó nhiều khi mình chưa hề biết, và cũng do nghe cái lời truyền miệng để rồi mình có cái thần tượng hóa một cái đối tượng đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy bây giờ đó, có nhiều người nói rằng cái vị trưởng lão đó, cái vị hòa thượng đó,
hay là một cái vị đại đức đó đã chứng đắc quả thánh. Thì nhiều người nói như vậy. Mà nếu như một cái người mà không có am tường về Phật pháp, hoặc là một cái người mà không có cái sự suy xét, thì rõ ràng cũng tin rằng ồ, cái vị trưởng lão đó, cái vị thượng tọa đó, cái vị hòa thượng đó đã đắc quả thánh. Nhưng mà nếu người này mới chịu khó đó, ngẫm nghĩ lại đó, thì làm cách nào mà những người này biết được cái vị hòa thượng kia chứng đắc quả thánh? Bởi vì một người mà chứng đắc quả thánh không hề tự khoe bao giờ, không hề nói ra bao giờ. Và ngược lại cũng có những cái trường hợp những vị trưởng lão, những vị đại đức hay là những vị thượng tọa nghe người khác mà loan tin hoặc là truyền với nhau rằng mình có chứng đắc quả thánh, không phản kháng, không đính chánh, như là im lặng. Thì cái sự im lặng đó họ xem như là mặc nhiên công nhận mình là chứng đắc quả thánh. Mà một khi mặc nhiên công nhận như vậy thì coi chừng, nếu không chứng đắc quả thánh thì rơi vào cái giới gọi là bất cộng trụ. Bởi vì xem như nằm trong một trong cái bốn cái giới mà bị triệt khai ra khỏi tăng đoàn, tức là khoe pháp bậc cao nhân. Mặc dù mình không khoe nhưng mà người ta nói sai sự thật, nhưng mình im lặng. Im lặng đó xem như mặc nhiên chấp nhận. Và chúng ta thấy trong kinh tạng cũng rất là nhiều lần có những cái mẫu chuyện như ngài Khe Má Cá chẳng hạn. Ngài thuyết pháp, ngài giảng pháp rất là thâm sâu, mà thậm chí Chư Tỳ Khưu nghe được mới tán thán rằng như vậy thì ngài trưởng lão Khe Má Cá là bậc A La Hán. Nghe nói như vậy, mặc dù thân đã già, tuổi tác đã cao, lại mang bệnh hoạn, nhưng mà ngài Khe Má Cá vẫn chống ngại đi tới, hoặc là bảo Chư Tỳ Khưu đệ tử mình đi tới những cái vị Tỳ Khưu đó mới đính chánh rằng không phải. Tức là trưởng lão Khe Má Cá hoặc là tự thân nói ra, hoặc là những chư đệ tử sẽ nói rằng là ngài Khe Má Cá chưa chứng đắc quả A La Hán, nhưng mà vẫn hiểu biết được cái con đường dẫn nhập tới quả vị thánh vị A La Hán. Cũng giống như một cái người đang bị khát nước, đang bị nóng của thời tiết nó áp chế trên thân thể, người này đi tới miệng giếng và người này nhìn thấy nước ở dưới miệng giếng, người này hiểu biết rằng nước này có cái công năng nó sẽ giải trừ đi sự nóng bức của cơ thể, nó sẽ giải trừ đi sự khát của cơ thể, nhưng mà trong tay người đó không có sợi dây dài cũng như cái gạo để múc cái nước đó lên. Biết như vậy nhưng mà chưa có thể đạt được cái trạng thái giải thoát được hoàn toàn. Cho nên chúng ta mới thấy rằng nếu như im lặng là một điều mà mặc nhiên chấp nhận, và thông thường vì do nghe thần tượng như vậy, mình đặt cái niềm tin đó ở vào những cái đối tượng, mà những đối tượng này vì theo cái tư tưởng mình, theo cái tâm lý mình, theo sự nghe của mình, mình cho đó là những bậc tốt đẹp hay là những bậc thần thánh quá. Và có chừng rằng đối với những cái người mà mình được có thần tượng hóa đó, nhiều khi nó không đúng như ý nghĩ của mình. Mà điển hình là chúng ta thấy rằng khi giáo pháp của Đức Phật đang lan rộng thì cái danh tiếng của Đức Phật cũng như cái hội chúng của Đức Phật tăng trưởng lên. Và một khi cái hội chúng của Đức Phật được tăng trưởng, danh tiếng Đức Phật được lan rộng,
Thì bây giờ cái lợi đắc, cái cung kính dành cho chư tăng với Đức Phật nó tăng thịnh, nó phát triển. Và một khi cái danh tiếng, cái lợi lộc, cái lợi đắc, cái cung kính nó được phát triển ở trong Phật giáo, thì đồng nghĩa rằng những cái nhóm ngoại đạo sẽ bị giảm dần danh tiếng và giảm dần cái lợi lộc, cũng như giảm dần cái sự cung kính. Thì bây giờ để tạo ra một âm mưu vu khống Đức Thế Tôn, thì các giáo chủ ngoại đạo khi gặp nàng Chinh Tra đi tới đã im lặng, không đối hoài, không có trả lời. Thì nàng Chinh Tra vì thần tượng hóa những vị giáo chủ của mình, cho rằng những vị giáo chủ của mình là cái người biết được cái quá khứ, biết được cái hiện tại, biết được cái vị lai, và bằng lòng làm theo những cái lời đó, lời dạy của những vị giáo chủ của mình, bằng cách là vu khống cái Đức Thế Tôn là đã làm cho nàng có thai. Và cái nghiệt ngã đó nó đem xuống cho nàng tận cái cõi địa ngục khi bị đất rút ra. Cho nên cái niềm tin đó là một cái niềm tin sai lạc. Và cũng một cái thần thánh hóa nữa, cũng đối tượng mình. Mà thần thánh hóa này đặc biệt lại là có một công năng nữa chứ không phải không nữa. Tức là như trường hợp Vua A Xà Thế nhìn thấy Đề Bà Đạt Na với một cái pháp thượng nhân biến ra chàng thanh niên ở trên người quấn đầy những cái con rắn, rồi phút chốc trở lại vị sa môn hiền hòa, thấy rõ những cái pháp thượng nhân như vậy. Cho nên thần thánh hóa, mà đã một thần thánh hóa một cái đối tượng nào đó thì bây giờ đối tượng đó bảo cái người đó, người đó sẽ làm theo. Cũng như Đề Bà Đạt Đa bảo Vua A Xà Thế giết cha đi, bởi vì cái tuổi thọ của chúng sanh bây giờ ngắn hạn, thì chưa hẳn rằng thái tử có thể còn sống trước khi được vua cha truyền ngôi. Nói cách khác là ông sẽ chết trước khi vua Bình Sa Dương chết. Thôi bây giờ hãy thí cha để mà cướp ngôi, cũng vì một cái thần tượng hóa như vậy. Cho nên vua A Xà Thế đánh mất đi cái đạo quả của mình. Nếu như không phạm tội giết cha thì ông sẽ chứng quả Tu Đà Phật, chứ không phải là không. Trong bài kinh Sa Môn Quả đã ghi nhận như vậy. Cho nên cái trường hợp thứ hai mà nó phát sinh cái niềm tin đó là bởi do cái thần tượng hóa cái đối tượng của mình. Mà thần tượng hóa đây bởi do nghe, bởi do thấy, và tin theo những cái gì mà mình thần thánh hóa đó. Cái niềm tin này nó có thể dẫn tới một cái tội lỗi, hoặc nó có thể dẫn tới một cái sự tốt đẹp khi tạo những cái nghiệp phước. Nếu như cái người lãnh đạo đó, cái thần tượng đó đi đúng với con đường thiện pháp thì niềm tin này tốt. Trái lại, nếu như cái thần tượng đó đi lệch hướng, lệch chiều thì sẽ gây nên một cái hậu quả khổ cho chính bản thân người đó đã đành. Nhưng mà người nào tin theo thì đi theo cũng sẽ cũng dễ bị cái quả khổ nó được tạo ra sau này đối với mình vậy. Cho nên tin thì cái tin, quý vị cái tin. Thậm chí có nhiều pháp sư thuyết pháp thao thao bất tuyệt nhưng mà không thần tượng, mà mình phải xem đây có phải là giới, đây có phải là định, đây có phải là tuệ hay không, đây có phải là thiện pháp hay không, đây có phải là vô tham, đây có phải là vô sân, đây có phải là vô si hay không, hay đây nó cứ dướng dắt tới những cái ác pháp, đây nó dướng dắt tới những bất thiện pháp, hay đây nó có xen lẫn những cái tà kiến trong đó. Và đây là một trường hợp thứ hai để mà phát sinh lên cái niềm tin. Trường hợp thứ ba nó phát sinh lên niềm tin, đó là Agama Sattha. Agama có nghĩa là cái dòng cái giáo pháp hay là kinh điển.
Tức là cái niềm tin này nó do học hỏi giáo pháp, hay là do học hỏi những cái môn nghệ thuật khác, rồi nó phát sinh ra một cái niềm tin. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó không có mơ hồ, giáo pháp của Đức Phật có tính thực tiễn, giáo pháp của Đức Phật có cái công năng soi sáng ra những cái gì khuất lấp. Ngài phơi bày ra tất cả một chân lý, như một người đem một cái vật nào đó ra giữa ánh sáng mặt trời cho tất cả cùng nhìn. Ngài không giấu trong tay, Ngài không giấu trong tay áo, Ngài không có giấu ở bất kỳ một nơi nào khác. Ngài như là một vị đạo sư mà đem tất cả các Phật bài biện ra trên lòng bàn tay giữa ánh sáng mặt trời. Trên giáo pháp của Đức Phật là một cái giáo pháp có cái công năng thực tiễn, có một công năng rõ ràng minh bạch, nó không có mơ hồ. Cho dù rằng những thể vật chất hay là những cái thể phi vật chất, những thể vật chất nó rõ ràng rồi, không nói nữa. Nhưng mà giờ những thể phi vật chất, tức là danh uẩn, thọ tưởng hành thức, thì Đức Phật Ngài cũng trình bày cũng rất rõ ràng. Thọ là như thế nào, và có bao nhiêu loại thọ, và tưởng như thế nào, và có bao nhiêu loại tưởng, cái thức hiểu biết như thế nào, và có bao nhiêu loại thức, và cái sự tạo tác hành uẩn như thế nào, và có bao nhiêu cách tạo tác ra cái nghiệp hữu này. Ngài trình bày rất rõ ràng và cũng rất là minh bạch, nó không có mờ ảo, nó không có lẫn lộn. Tất cả những cái pháp bất thiện Ngài gom vào một mối, cái pháp thiện Ngài gom vào một mối, những cái pháp không thiện không ác Ngài gom vào một mối. Và từ những pháp bất thiện đó Ngài chia ra từng cụm một. Nào là tứ thủ, nào là tứ bọc, nào là tứ phối, nào là những cái pháp chướng ngại, những cái pháp phiền não. Rồi còn pháp thiện Ngài phân ra, không phải pháp thiện nào cũng là tốt cả, mà có những cái loại tốt trung bình, hoặc là tốt vừa phải, hoặc là tốt cao đa, ở cao cấp. Nhưng những cái pháp thiện mà dẫn tới sự giác ngộ thì được liệt kê vào một cái nhóm. Còn những cái pháp thiện ở mức độ trung bình, những cái pháp tạo những công đức, những pháp được tu tập, vân vân, thì rõ ràng minh bạch. Tức là Đức Phật Ngài hệ thống lại, Ngài tổng hợp xong rồi Ngài hệ thống lại, nó rõ ràng như vậy. Thí dụ như giờ những cái pháp nào mà thuộc về giác phần chẳng hạn, đưa tới sự giác ngộ, thì có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý, ngũ quyền, ngũ lực, thất chi, bát chánh đạo. Thì những cái bố thí hay trì giới thì thuộc về cái pháp nào, thì pháp công đức, đó cũng pháp thiện. Phục vụ hay cung kính cũng pháp nào cũng là pháp thiện, nhưng mà nó không phải là những cái pháp dẫn tới sự giác ngộ. Tức là những cái pháp nó tạo những cái phước công đức, chứ không phải là những cái pháp mà nó tạo ra cái phước tu tập. Rồi những cái pháp nào nó không thiện không ác, Đức Phật Ngài cũng dạy rành cho chúng ta. Tức là từng nhóm pháp, từng loại pháp và từng khía cạnh của pháp rõ ràng minh bạch vậy. Và cái niềm tin này, sau khi học hỏi giáo pháp này, người này mới phát sinh một cái niềm tin đặc biệt. Mặc dù nói với những cái người Phật tử chúng ta, tại vì chưa quen, hoặc là chưa có cái niềm đam mê, hoặc là chưa có niềm thích thú đối với môn luận A Tỳ Đàm, hoặc do một cái hoàn cảnh nào đó mà chưa có một cái cơ hội để học hỏi cái luận A Tỳ Đàm, mà thật sự á, luận A Tỳ Đàm học rất là lý thú, thưa quý vị. Cái người nào mà nắm bắt được những cái chi pháp của luận A Tỳ Đàm rồi, thì cái người ta nói sai cái chỗ nào, mình có thể biết được cái chỗ đó. Hoặc là người ta diễn đạt mà theo cái ngôn ngữ luận A Tỳ Đàm, mình nắm bắt được, và càng cảm thấy cái pháp này càng thâm sâu hơn. A Tỳ Đàm không phải là khó, mà chỉ có đòi hỏi cái người này có cái nhiệt cần, tức là có một cái sự cố gắng nắm bắt được ý nghĩa của từng cái từ vựng. Bởi vì luận A Tỳ Đàm phải có dùng những cái thuật ngữ,
Mà có được như vậy chúng ta mới thấy giáo pháp của Đức Phật quả thật rất là đơn giản mà lại thâm sâu, ngắn gọn mà lại xúc tích. Ngài trình bày có những lúc rất gọn nhưng mà thâm thẳm, mà càng nghiệm suy thì càng thấy sâu sâu và sâu hơn nữa, chứ không phải là bình thường chẳng hạn. Ví dụ như giờ chúng ta nói chỉ giới, giới không phải là sát sanh trộm cắp, mà không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không hút rượu. Nhưng mà chúng ta thấy cái công năng của nó như thế nào? Công năng của nó là ngăn trừ đi những cái ác bất thiện pháp, mà đồng thời gì nữa, nó phải diệt đi những cái phiền não. Nó có trong từ, trong từ ở thân với ngữ mà. Và cái nhân gần nhất của nó là có cái giới, nó chính là cái hổ thẹn tội lỗi của gây sợ tội lỗi. Còn tất cả những cái điều đó nhờ học hỏi mà mới thấy giáo pháp này rất là đặc biệt và phát sinh cái niềm tin. Hoặc giả là học hỏi những cái môn nghệ thuật về những khoa học chẳng hạn, những môn mà môn học về cái khoa học chẳng hạn, nó có tính thực tiễn, nó không phải như những môn triết học mà có tính lý luận, không có. Những cái môn khoa học luôn luôn nó có tính thực nghiệm trong đó, nó khác như môn triết học. Bởi vì triết học do suy tư, do nghĩ ra. Chẳng hạn như có những cái nhà học giả của chúng ta chẳng hạn vậy, những vị tiền bối chúng ta trong cái bộ phái của Nhất Thiết Bộ, khi nghe Đức Thế Tôn nghiên cứu kinh điển Đức Thế Tôn, thì khi được biết Đức Thế Tôn ngài khi còn là Bồ Tát đã nhận được cái sự xác nhận của Đức Phật Đi Băng Ca Rá cách đây 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp là sẽ chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì những người này cũng có suy luận nè, những vị tiền bối, những vị trưởng lão của bộ phái ở Nhất Thiết Khổ Bộ mới sơ suy luận này là tất cả những cái pháp nó đi từ vị lai, nó đến hiện tại rồi nó trôi ngược về quá khứ. Rồi khi mà bộ phái nguyên thủy bắt bẻ như vậy thì các ngài mới dẫn chứng ra, chẳng phải rằng là cách đây 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp thì Bồ Tát Sứ Mê Thá đã được Đức Phật Đi Băng Ca Rá ngài thọ ký hay ngài xác nhận rằng sau 4 A tăng kỳ 100.000 kiếp trái đất nữa Thiện Gia Nam Tử thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thì có phải vô thượng chánh đẳng chánh giác đã được thấy trước từ đó? Cái pháp mà thành tựu được vô thượng chánh đẳng chánh giác đã được Đức Phật Đi Băng Ca Rá thấy trước cách đây 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp rồi. Và sau thì 4 A tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó thì cái vị Bồ Tát tên gọi là Sứ Mê Thá đó, hậu thân của vị đó đã được giác ngộ chứng đạt được cái đạo quả. Vậy có phải là cái pháp nó đi từ vị lai mà nó xuôi về cái hiện tại rồi nó trở về quá khứ không? Nó như người nghịch chuyển vậy đó. Chúng ta thường thường quan niệm thông thường đó là cái pháp đi từ quá khứ rồi nó đi tới hiện tại, tới vị lai, nếu thông thường chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu nghĩ như vậy cũng đã sai nữa. Tất cả các pháp nó không gọi là quá khứ, không gọi là hiện tại, không gọi là vị lai, mà chẳng qua cái quá khứ hiện tại vị lai đó, đó nó chẳng qua là chỉ một cái sự ước định hay là một sự định đặt ra để chúng ta dễ hiểu, dễ thông cảm với nhau. Mà Đức Chính Phật ngài định nghĩa rằng cái gì là quá khứ là những pháp đã diệt, đã mất, đã không còn tồn tại, đã không còn hiện bài, đã không còn hiện hữu. Thế nào hiện tại là những cái pháp đang có, đang hiện bài, đang hiện hữu. Nhưng còn những pháp vị lai là gì? Là những cái pháp chưa sinh, những pháp sẽ sinh, những pháp sẽ hiện bài, những pháp sẽ hiện hữu. Đúng không? Cái chưa sanh không có, cái quá khứ đã mất đi rồi, chỉ có cái hiện tại này mà thôi. Nhưng mà nói quá khứ hiện tại vị lai như là một cái lối gì ước định để chúng ta thông hiểu với nhau vậy thôi, chứ thật ra thì nó chỉ có nhân duyên nó hiện khởi mà thôi. Mà khi mà nhân duyên nó mất thì xem như là quá khứ, mà khi nhân duyên nó chưa có được xem là vị lai. Mà chỉ có cái nhân duyên nó hiện bài ra, chúng ta học được những
Cái điều đặc biệt như vậy thì nằm ở đâu? Nằm ở trong pháp học. Và chúng ta nghiệm suy thấy quả thật rất là tốt đẹp. Và những cái môn khoa học thường thường là những cái môn thực nghiệm như vậy đó. Đặt ra một cái giả thuyết thì phải chứng minh giả thuyết đó. Nó khác với những môn triết học. Triết học cứ lo lý luận, triết học cứ lo suy tưởng mà không cần phải chứng minh, không cần. Thí dụ như ông nhà triết gia Descartes chẳng hạn, ông nói rằng là tôi suy tưởng là tôi hiện hữu, chẳng hạn như vậy. Từ đó ông đặt cái nền móng cho một triết thuyết của ông. Nhưng mà cái gì là tôi? Cái gì gọi là hiện hữu? Ông không chứng minh. Cái tôi là cái gì? Ý nghĩ không phải là tôi. Cái tư tưởng không phải là tôi. Bởi vì cái được gọi là tôi nó bao gồm hai thành phần: vật chất và cái tư tưởng. Mà tư tưởng thì lúc có như thế này, lúc có như thế khác. Tư tưởng đó nó không có thường hạn. Thì cái tôi đó phải xem xét lại, chẳng hạn như vậy. Nhưng mà không cần, không cần. Các nhà triết học thì không cần. Họ đang chủ xướng một cái triết thuyết nào đó. Cho nên khi học hỏi những cái môn học về khoa học, hoặc là học hỏi những cái kinh điển, mình thấy được một cái điều hợp lý, thực tiễn. Do đó phát sinh cái niềm tin. Niềm tin này. Và thưa quý vị, đây là đó là cái niềm tin thứ ba, cái trường hợp thứ ba phát sinh niềm tin. Trường hợp thứ tư phát sinh niềm tin, tiếng Pali gọi là Athigamma Satha, có nghĩa là khi thấy kết quả của sự tu tập thì bắt đầu niềm tin. Chúng ta thấy rằng nhiều người Phật tử chúng ta đó, có khi đôi khi thấy kết quả đó cũng phát sinh niềm tin, nhưng cái niềm tin này cũng coi chừng. Chúng ta thí dụ như quý vị thấy rằng, có một số người Phật tử á, lúc mà bệnh hoạn như chẳng hạn vậy, rồi thỉnh chư tăng tới nhà tụng kinh không, tụng kinh sau một thời gian, sau một hai ngày tụng kinh gì đó, thì bệnh từ từ nó thuyên giảm, nó có những điều kỳ diệu nó thuyên giảm, rồi cái người đó nó, các ngài quả thật là có cái đức độ, quả thật là ngài có những cái quy luật của bài, những bài kinh, tụng kinh lên thì cầu an cho mình, tự nhiên là nó giảm thiểu cái chứng bệnh và nó được tốt đẹp. Và nếu như cô thiện hạnh á, hạnh hai á, mà nếu nhớ tới cái cô kết ở Hà Nội á, thì cô sẽ thấy cái trường hợp này. Chúng ta dẫn chứng riêng con thiền hạnh 2 thì biết rõ cái trường hợp của cô kết. Rồi cô này có bị mổ Abidan. Rồi trong cái lúc mà chư tăng đi dự đại hội Phật giáo, con này cũng thỉnh chư tăng tới tụng kinh. Rồi về sau rồi tự nhiên trong cái vết mổ Abidan nó phát sinh ra một cái cục thịt nhỏ, từ từ nó bò, một chân nó bò lan rộng ra. Và bích kính cái chết mổ và con thành tựu tốt đẹp. Cái trường hợp mà nó phát sinh như vậy, tức là mình thấy được cái kết quả đó, nó phát sinh cái niềm tin. Nhưng cái niềm tin này nếu như không có đem cái lý nhân quả ra để mà suy ngẫm, thì một trường hợp khác, khi bệnh hoạn chẳng hạn vậy, nó thỉnh mấy sư tới tụng kinh sao là cũng không hết. Bây giờ cái niềm tin này nó bị mất tác dụng và nó sẽ chuyển hóa thành là bất tín rồi. Cho nên cái niềm tin nào chúng ta cũng phải cần phải có một cái nhân quả. Mặc dù chư tăng có đức độ, có giới hạnh thanh nghiêm, mặc dù những oai lực của bài kinh đó nó có tốt đẹp, nó có công năng giúp chúng sanh thoát khỏi cái khổ thật, nhưng mà trong lúc nghe kinh phải như thế nào? Cái người nghe kinh phải như thế nào? Nghe kinh với một cái tâm thật sự cung kính, tâm không bị phiền não. Chứ nghe kinh mà tâm bị phiền não thì cái tác dụng của cái an lành đó nó không có. Mà nghe kinh với cái tâm bị phóng dật, nghĩ miên man thì cái tác dụng của bài kinh nó không có. Và điều này nằm ở trong Ni Tiên Quán Đáp.
Khi ngài Nagasena được vua Minanda hỏi rằng bạch đại đức, chẳng hay cái tụng kinh cầu an có tác dụng hay không có tác dụng? Hỏi đức Nagasena, đức La Tiên trả lời là có trường hợp có tác dụng, trường hợp không có tác dụng. Trường hợp có tác dụng là gì? Thứ nhất là nghe kinh mà tâm không bị phiền não, tức là nghe kinh mà tâm không có bị lo âu, không có sầu muộn. Thứ hai nữa là nghe kinh với tâm không bị phóng dật, không có buồn phiền gì hết, nhưng mà tâm cứ nghĩ miên man chuyện này chuyện kia. Và thứ ba nữa là ác quả chưa tới thời nó trổ. Một khi mà ác quả mà nó đang tới thời nó trổ rồi thì cũng chịu mà thôi, chịu mà thôi. Mà bằng chứng là chúng ta thấy rằng á, cái uy lực Đức Phật cỡ nào, giới hạnh Đức Phật như thế nào, nhưng mà khi dòng Thích Ca mà bị các quả nó đang trổ tới, ngài chỉ có khả năng chặn lại được 3 lần rồi ngài không phải buông xuôi. Bị ác quả nó tới, dù cho 100 bài kinh, 1000 bài kinh chăng nữa thì cũng vô tác dụng. Bị ác quả nó đã tới. Cho nên cái người mà được tụng cầu an, mà được tốt đẹp, được có nhiều cái may mắn, nó hạnh phúc phát sinh lên đó, người này phải suy ngẫm lại được cái lý nhân quả. Và khi đó các nghiệp nó chưa tới thời trổ quả. Thứ hai nữa là khi mình nghe kinh với một cái tâm rất là cung kính pháp, cung kính những cái bài kinh đó, nó không có bị phiền não. Nghe kinh với một cái tâm không có bị phóng dật, nó không bị suy nghĩ lao chao, thì cái công năng đó mới có, nó mới tạo ra được một cái hấp lực khiến cho sự an lành nó tới và có cái kết quả. Mà lần sau mình cũng nghe kinh vậy mà cái tâm mình nó bị bồn chồn lo lắng rồi, hoặc là ác quả nó đang tới thời kỳ nó trổ, hoặc là mình nghe kinh với tâm phóng dật, thì cái kết quả nó không có. Cho nên khi mà cái người Phật tử chúng ta thỉnh chư tăng tụng cầu an, mà khi đạt được một điều tốt đẹp gì đó thì mình phải suy ngẫm cái lý nhân quả chỗ này. Mình phải xem xét lại, chứ không khéo lần sau cũng thỉnh các ngài đó như thế đó tới tụng thì là không có an lành gì hết. Rồi cái nó mất niềm tin. Cho nên ở đây cái niềm tin, cái cách mà phát sinh niềm tin thứ tư á, trường hợp phát sinh niềm tin thứ tư á, là do thấy được có kết quả. Một cái người mà làm thiện tốt đẹp nhiều, sau này tự nhiên có cái kết quả, tự nhiên họ hoan hỷ thích thú làm thiện thiệt, bởi vì họ thấy có kết quả đó. Một người mà trì giới tốt đẹp, một người mà luôn luôn giữ gìn cái giới hạnh, thì có những cái sự may mắn kỳ lạ nó tới. Người ta thấy được những kết quả đó và người ta hoan hỷ trì giới. Đây là cái niềm tin nó đúng. Nhưng lúc nào đó mà cái người này vi phạm giới, nó chưa đâu quý vị, chưa đâu. Cái người mà đang trì giới một cách tốt đẹp vậy đó, rồi lúc nào mới bị phạm giới đó, trái quả nó chưa tới liền đó. Nhưng mà nó sẽ là cái điều kiện để tạo thành cho một cái sự khinh thường xuất hiện, tức là bá ma đá, tức là xem nhẹ, khinh thường, không thận trọng. Đại khái chúng ta có cái hình ảnh là ngựa quen đường cũ, một lần phạm được rồi, lần thấy không có gì hết, chưa thấy gì hết, rồi tiếp tục phạm lần thứ hai, lần thứ ba, mà đến khi nó trổ rồi, ác quả nó trổ rồi, thì khó có lòng mà có thể cứu vãn được. Mà chính Phật dạy chúng ta chứ khinh cái điều ác nhỏ, nó từng giọt nước, từng giọt nước, một lúc nào đó bình kia tràn chảy. Cũng vậy, ác nhân bị ác quả nó trổ cũng do tích trữ lâu ngày mà thành. Bởi vì trước đây chúng ta làm việc tốt quá, này giữ giới tốt đó, mà có vi phạm 1-2 điều chưa đủ sức đâu. Cũng giống như một cái người mà tích lũy được cái tài sản cả 1 triệu bạc, có lỡ làm rớt 1-2 chục, không làm cho cái giá trị 1 triệu bạc đó nó bị hao hết nhiều. Nhưng mà hôm nay làm rớt 10 đồng, ngày mai làm rớt 10 đồng, bữa kia làm rớt 1 đồng, 1 tháng sau, 1 năm sau thì 1 triệu bạc kia sẽ không còn, và kết quả nó sẽ không còn được tốt đẹp nữa. Cho nên niềm tin ở đây
để cho thấy rằng khi chúng ta tu tập giữ giới hành thiền nó chưa đâu, 1-2 ngày chưa đâu, 5-3 tháng chưa đâu, nhưng 1-2 năm quý vị sẽ thấy rằng cái kết quả của sự tu tập mình nó sẽ làm cho mình nó được một cái gì đó đặc biệt. Một cái người tu thiền thường xuyên lâu năm, chừng 2-3 năm, tự nhiên họ có một cái cảm giác rất là lạ, và họ có một cái theo ngôn từ nhân gian đó, người ta gọi là có một cái tánh linh hoặc là một cái giác quan thứ sáu, dường như nó báo trước những cái điều gì đó. Và họ nghĩ tới điều đó thì cái điều nào họ nghĩ thì nó đã xuất hiện, và họ cảm thấy được cái điều đặc biệt của kết quả đó, họ càng tin tưởng. Cái tin tưởng đây là tin tưởng vào cái pháp hành, cái pháp mà mình thực tập mà chính mình chứng nghiệm được nó có kết quả tốt như vậy. Và thưa quý vị rằng là chúng tôi tạm giấu tên một cái số người Phật tử mà có được cái điều lạ này. Họ cứ hành thiền và họ không nghĩ gì hết, cũng hành thiền bằng một hơi thở, hít vô thở ra, thở ra hít vô thở ra vậy đó. Và cái điều một thời gian họ có một cái cảm nhận rất đặc biệt, những cái điều may mắn hoặc những cái điều nào mà rủi ro nó có thể tới họ cảm nhận được. Và mỗi khi cái điều mà may mắn tới họ cảm nhận được, họ nghĩ tới một điều gì đó thì cái điều đó thành sự thật. Và một điều rủi ro tới họ nghĩ rằng nó đừng tới thì cái điều rủi ro nó cũng sẽ tới, nhưng mà nhờ ý nghĩ ngăn chặn là đừng tới thì khiến cho cái điều rủi ro đó nó có, mà người này vẫn bình an vô sự, vẫn bình an vô sự. Họ bình an vô sự đó bởi do cái tâm lực của họ, họ phải thấy được rằng bởi vì cái tâm tu thiền nó luôn luôn nó có một cái tâm thiện, nó bám dính vào một cái đề mục như vậy thì nó được cái trong sạch. Mà thường thường nó gắn chặt cho một đề mục như vậy, và mỗi khi khởi tác ý lên như vậy thì cái năng lực của cái tâm thiện nó được phát tiết ra, và cái uy lực đó nó cản trở lại những cái điều xấu đó, khiến giữ cho người này được một sự an toàn, và người này thấy được kết quả tốt đẹp của sự tu tập đó, và cho nên họ tin tưởng vào những cái pháp hành thiền một cách tốt đẹp hơn nữa, pháp giữ giới một cách tốt đẹp hơn nữa, rồi những cái pháp mà thiện khác lại là một điều tốt đẹp hơn nữa. Đây là trường hợp thứ tư để mà phát sinh cái đức tin. Trường hợp thứ năm phát sinh đức tin được gọi là bất chắc khana sát tha, tức là suy ngẫm quan sát bất kỳ một cái điều gì do nghe, bất kỳ một điều gì do thấy, bất kỳ một điều gì do suy tư thì phải cần xem xét lại. Cho nên cái thuật ngữ là bất chắc khá đó, có nghĩa là xem xét lại, mình chúng ta thường thường dịch phản kháng, xem xét lại. Do nghe thì cũng phải xem xét lại, cái điều nghe này nó có đúng như thực tế không? Do thấy có đúng như thực tế hay không? Chúng tôi trình bày quý vị có những cái pho kim thân Phật chẳng hạn, nếu tính gì mình tính mỹ thuật thì những cái tà áo mà nó rộng bay trong gió đẹp lắm. Nhưng mà nên nhớ rằng do học hỏi chúng ta biết rằng Đức Phật có 18 pháp gọi là biệt pháp của Ngài, tức là những cái pháp mà không có khuyết điểm. Ngài vẫn y lúc nào nó cũng vừa vặn. Ngài không bao giờ để cho gió thổi mà tung bay cái tà áo phất phơ ở trước gió. Bởi năng lực của Ngài có thể khống chế được cái gió để cho cái thân tướng của Ngài nó luôn luôn có tính nghiêm trang, thanh tịnh. Thì tính mỹ thuật thì làm cho những cái tà y của Đức Phật tung bay theo gió, đẹp thì có đẹp, nhưng mà thực tế thì không thực tế. Chẳng hạn như vậy.
Có một người vẽ một cái tấm ảnh của Đức Phật ngồi thiền ở bên bờ sông Ni Liên. Mà cái vai khòm xuống, hai tay buông thõng, không phải là hai tay của tư thế ngồi thiền. Và khi mà nhìn ở bức tranh đó, chúng ta phải suy ngẫm. Bởi do học hỏi chúng ta suy ngẫm. Đức Phật thường dạy rằng này chư tỳ khưu, hãy ngồi kiết già lưng thẳng đặt niệm trước mặt. Mà đấng Như Lai, cái hồng danh Như Lai Tathagata của Đức Thế Tôn đó, thì có ý nghĩa rằng Như Lai nói sao làm vậy, làm sao nói vậy. Như Lai dạy đệ tử như thế nào thì Ngài sẽ làm như thế. Ngài cũng ngồi thiền lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chứ không phải ngồi khòm lưng xuống. Không bây giờ Đức Phật còn ngồi khòm lưng xuống nữa, thân của Ngài sẽ dễ bị những ngoại giáo chỉ trích chứ mày không. Mà luôn luôn thân Ngài như là sư tử vương, thân của sư tử thẳng lưng. Tà y của Ngài chỉ giận theo chỉ lay nhẹ theo ngọn gió, chứ không thể tung bay theo gió, chẳng hạn như vậy. Cho nên khi nghe thì chúng ta cũng phải xem xét lại cái điều nghe này, nó có hợp lý, nó có phù hợp với sự thật, nó có phải phù hợp với cái hiện tượng hay không. Mà khi thấy thì chúng ta cũng phải quan sát lại để xem coi nó có phù hợp với thực tế hay không. Đức Phật ngồi thiền, có một người vẽ cái hình của Đức Phật ngồi thiền bên dòng sông Như Liên á, cái đầu quay xiên, ngó xiên. Khi mà hỏi là sư huynh nói là trong bất kỳ một cái tư thế đã là tư thế ngồi thiền thì lúc nào gương mặt cũng nhìn thẳng, chứ không có ngoẹo cổ qua một bên để nhìn qua sang một bên. Nhìn sang bên thì sao ngồi thiền? Chẳng hạn như vậy. Cho nên những bức ảnh nó vẽ như vậy là không hợp lý. Chúng ta nói là không hợp lý. Cho nên ở đây chúng ta đơn cử lại một vài đó để cho chúng ta thấy là trong đời sống của chúng ta nghe rất là nhiều, chúng ta cũng thấy rất là nhiều. Nhưng mà để cho cái niềm tin này nó đúng thì chúng ta phải xem xét lại, tức là mình quán xét, mình suy ngẫm lại coi có phù hợp với thực tế hay không, nó có phù hợp, nó có hợp lý hay không, chẳng hạn. Và sau khi nó đã phù hợp với chân lý, nó phù hợp với thực tế, nó phù hợp với tính thiện, nó phù hợp với tính nhân quả, thì bây giờ chúng ta sẽ tin theo đó. Và điều thứ sáu là cái niềm tin này nó phát sanh do trong cái mỗi giai đoạn tu tập, nhất là những hành giả mà tu tập về cái thiền quán chẳng hạn. Nghe kinh văn nói rằng cái người mà tu tập thiền quán phải đi vượt qua 16 tuệ minh sát hay là 10 cái tuệ minh sát chẳng hạn. Nhưng mà khi mà thực tập rồi, sẽ thấy cảm nhận được cái tuệ này, phân biệt được cái danh sắc, tuệ này thấy được cái duyên của danh sắc, rồi cái thấy cái được cái trong một lúc nào đó thấy danh hay sắc này nó diệt cách nhanh chóng, mà trong kinh văn hay là trong bản sứ giải gọi là cái tuệ mà sinh diệt, người này thấy được kết quả đó. Và cái niềm tin này nó tăng trưởng dần dần là do thực tập. Đây là từng niềm tin từng trong cái giai đoạn do cái tu tập nó phát sinh lên. Và thưa quý vị, cách thứ bảy là cái đức tin này nó vững chắc vô cùng khi người đó trừ diệt được phiền não. Đây muốn nói đến đức tin của bậc thánh Tu Đà Hoàn. Bởi vì bậc thánh Tu Đà Hoàn đã diệt trừ được thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, Ngài thấy rõ như thật rằng là không có một cái tự ngã nào ở trong cái danh sắc này cả. Ở Đức Phật Ngài dạy cái vô thường tướng, cái người nào quán vô thường tướng để chi vậy? Cái mục đích mà dạy quán vô thường tướng để làm gì? Xin thưa quý vị rằng khi Đức Phật Ngài dạy chúng ta quán xét về cái vô thường tướng đó, để nhằm mục đích đó, trừ diệt đi cái mạng của mình. Dù cho người đó có trì giới thật thanh nghiêm, dù cho người đó có tu tập chứng đắc được sơ nhị tam tứ định,
Nhưng mà khi người đó quán xét vô thường thì mới cảm thấy rằng nó không có cái tướng trạng nào hết. Và cái giới định này nó luôn luôn bị sinh diệt. Bởi sao? Bởi giới và định này đều là pháp hữu vi. Mà mỗi khi là đó, pháp hữu vi thì luôn luôn bị sinh diệt. Cho nên quán vô thường nhằm mục đích để trừ diệt cái mana, cái mạng. Còn quán khổ, khổ tướng để làm gì? Để trừ diệt cái ái. Chỗ nào cũng thấy khổ hết thì còn yêu thích cái gì nữa? Tất cả các pháp hữu vi đều là khổ. Thì để còn yêu thích còn gì nữa nữa mà yêu thích nữa. Mà đã không yêu thích nữa thì diệt trừ đi cái ái. Và Đức Phật Ngài dạy quán xét đi cái tướng vô ngã không tánh. Để chi vậy? Để diệt trừ đi cái tà kiến. Diệt trừ đi. Tất cả đều trống rỗng hết thì không có một cái ta nào đó. Nó không có gì là thường hằng, nó không có gì để mất đi, mà nó chỉ là sự tụ họp của nhân duyên mà thôi. Và cái niềm tin mà khi mà chứng đắc được Niết Bàn như vậy là một cái niềm tin bất động. Bởi vì thấy rõ rồi, cái này niềm tin đã thành đạt được, thành tựu được. Còn chúng ta những người phạm nhân, bây giờ hiện nay còn là phạm nhân, thì cái niềm tin chúng ta có đôi khi bị lung lay. Nhưng mà chúng ta phải lập như thế nào đó, lập cái nền tảng kiên cố. Bởi vì cái niềm tin này là cái hạt giống. Mà một khi hạt giống này gặp được cơ hội thì nó sẽ trổ thành cây. Và cái mọc mầm thành cây rồi sẽ trổ ra cái hoa. Nó trổ ra cái quả. Quả gì? Quả giải thoát. Như Đức Phật Ngài dạy, và xoa lau cái cá, nương theo đức tin người đó vượt bậc lưu. Nhờ cái đức tin này mà cái người đó sẽ thoát ra khỏi bốn dòng nước xoáy. Mà đức tin đó là đức tin gì? Xin thưa quý vị, đức tin ở pháp. Mà cái pháp thì chúng ta phải học và phải thực hành. Khi học và suy nghiệm, khi thực hành thấy có kết quả, cái niềm tin chúng ta được tăng trưởng. Và một khi niềm tin được tăng trưởng, nó trở thành là tính quyền hay nó trở thành là tính lực, và đạt được cái duy lành đầy đủ, đạt tới đạo quả Niết Bàn, thành tựu là bậc dự lưu, thì cái niềm tin này trở nên bất động. Dù ai nói gì nói, dù là Đức Phật hay không phải Đức Phật, mà nói không đúng cái chân lý, hình tượng là Đức Phật đó, nhưng mà nói không đúng chân lý, cái người này cũng bác bỏ. Đây là trường hợp của Bà La Môn Suppaputta bị cùi. Khi nghe pháp Đức Thế Tôn rồi, chứng đắc được đạo quả Tu Đà Hoàn rồi, ông ta trở về thì Ma Vương muốn thử xem ông này còn nằm trong quyền lực hay không, mới giả ra Đức Thế Tôn. Mới nói là này, đi tới ngự tới ông nhà của ông Suppaputta. Mới nói là này Suppaputta, khi nãy Như Lai thuyết á, thì trong cái pháp hữu vi có lúc thường có lúc vô thường, ông hãy tin vậy đi thì Như Lai sẽ trị bệnh cùi cho ông hết cùi. Thì ông vị thánh Tu Đà Hoàn Suppaputta mới suy quán, nó rõ ràng là mình đã chứng ngộ được cái pháp, tất cả các pháp hữu vi đều là vô thường, tại sao ngài nói như vậy? Đây chắc không phải là ngài rồi, mà đây chính là Ma Vương. Cho nên nói là này Ma Vương, ông không phải là Đức Thế Tôn. Còn cái bệnh cùi tôi là do cái nghiệp quả tôi, mà một khi nghiệp quả nó trổ rồi thì tôi phải chịu thôi. Và Ma Vương biết đây là bậc thánh rồi, không còn rung động trước những cái lời hoa mỹ của mình nữa, nên biến mất tại chỗ. Như vậy thì cái một cái niềm tin vào pháp rồi đó, thì quý vị sẽ rất yên tâm. Chúng tôi mới kết luận rằng tin pháp bất tin nhân. Mà cái người mà nói pháp đúng chân lý, quý vị hãy tin theo pháp. Một khi một cái thần tượng, một cái người nào mà thần tượng của mình một lúc nào đó ngã xuống, quý vị sẽ cảm thấy mất cái niềm tin. Mà ngược lại, nếu quý vị đặt niềm tin vào cái giáo pháp của Đức Phật, là dạy Đức Phật, vào cái Đức Thế Tôn và ân Đức Phật pháp tăng như vậy, thì những cái thần tượng kia có sụp xuống, quý vị vẫn còn cái niềm tin. Đặc biệt nếu cái niềm tin về pháp, thì bây giờ quý vị sẽ có hướng thoát khỏi bậc lưu vậy. Và tóm lại thời pháp hôm nay, chúng tôi xin trình bày 7 cái trường hợp phát sinh đức tin. Thứ nhất là
tin suông, tin cách bình thường do nghe. Thứ hai là tin do thần tượng một cái đối tượng nào đó. Thứ ba, mình có cái niềm tin do nhờ học hỏi kinh điển. Thứ tư, mình có cái niềm tin vì thấy kết quả của sự thực hành những cái thiện pháp của mình, hoặc là thấy kết quả của những cái ác nghiệp, nó cho cái ác quả mà người đó phải nhận ở ngay trong hiện tại. Thứ năm là tin vì do có sự quán xét, suy ngẫm lại, xem xét lại. Thứ sáu, niềm tin phát tin do trong từng cái giai đoạn tu tập. Giai đoạn tu tập ban đầu cái niềm tin chưa được củng cố, dần dần niềm tin được củng cố, và cuối cùng cái niềm tin thứ bảy là cái đức tin do đoạn trừ đi phiền não vậy. Và thưa quý vị, thời gian đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, xin cũng vừa anh chư tăng, xin chư điện toàn thể chư Phật tử, mong quý vị hoan hỷ thọ dụng đồng điệu nhau ca thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Mạ Giác, Nam mô Sanh Khai Giác.